Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của dancer Đăng Quân. Nhưng lần này thì bạn ấy sẽ không quay trở lại một mình nữa, mà sẽ cùng với một bạn nhảy rất ăn ý của mình. Kính thưa quý vị, Đăng Quân sẽ xuất hiện cùng một quán quân nữa thưa quý vị. Một quán quân bước nhảy hoàn vũ nhí. Xin mời lại sân khấu, quán quân bước nhảy hoàn vũ nhí, Thùy Dương và Đăng Quân. Airways announced the arrival of their flight 900 from New York. The way she came into the place, I knew right then and there. Và đó là cặp đôi Đăng Quân và Thùy Dương. Xin cảm ơn hai bạn đã mang tới cho chúng ta một màn dance spot hết sức tuyệt vời. Và các khán giả của Phú Thọ ơi, hãy thể hiện tình yêu của quý vị đối với tiết mục vừa rồi của hai bạn Đăng Quân và Thùy Dương đi ạ.